Xin được chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Tài Nguyên Đất. Hôm nay thì em đang có mặt tại xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông để giới thiệu cùng toàn thể cô chú anh chị một mảnh đất cũng khá là đẹp, đất nền nha quý anh chị. Nô đất này với tổng diện tích là 9.429m2 nha quý anh chị, ôm 3 mặt đường luôn. Đây chính là cái hình đất của chúng ta đây quý anh chị. Đây, đây là mặt đường niên huyện nha quý anh chị. Nó mặt đường nhựa niên huyện của chúng ta thì ôm 140 m mặt đường nhựa liên huyện như thế này. Bên hông đây là một cái đoạn đường đá nha quý chị. Đoạn đường đá mi. Còn ở bên đối diện đoạn đường đá mi này là có một đoạn đường đất như quý chị. Bây giờ thì em sẽ lên trên vườn để cô chú anh chị mình cùng tham khảo về cái thế đất như thế nào nhá. Rất là đẹp nha quý chị. Thế đất thì rất là bằng phẳng đó đất thì cao hơn mặt đường rất là đẹp nha quý chị ở đây hiện tại thì bác chủ trồng kín hết khoai lang rồi khoai lang này thì cũng mới trồng nhưng cũng đã lên rất là đẹp rồi nha quý chị đó nhưng quay đây thì cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy này rất là đẹp luôn hiện tại trên đất thì chưa có trồng cây công nghiệp lâu năm nhé đó chỉ toàn khoai lang thôi từ vị trí mà em đang đứng ở đây cách trung tâm huyện là 4 km và tất cả các nhu cầu thiết yếu các tiện nghi thì đều ở trung tâm này luôn ngoài ra thì mảnh đất của chúng ta còn cách quốc lộ 14A là 35 km cách trung tâm Sài Gòn là 240 km nha quý anh chị nói chung đường xá cũng rất là thuận tiện rồi di chuyển hoàn toàn bằng đường nhựa nha quý anh chị trên đất thì chưa có nhà nhưng ở khu vực này có thể kéo điện được luôn nha quý anh chị Hiện tại đất của chúng ta có 4 sổ, chưa có thổ cư nhé. Nhưng mà khu vực này có thể nên thổ cư thoải mái nhé quý chị. Cái giá mà bà chủ đưa ra cho mảnh đất này là 55 triệu trên một mét. Nếu như cô chú anh chị mình mua từng sổ thì vẫn bán nhé. Bao nhiêu mét mặt đường thì tính bấy nhiêu tiền nha quý chị. Bây giờ thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể cô chú anh chị trong những video tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.